Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Gia Ba Là Nhật Âu. Các bác vừa nghe một cái bản nhạc đến từ em Simon Gorism. Đây là phiên bản mở mặt. Chắc hẳn là các bác theo dõi shop Sơn Gia Ba lâu hay là những cái tín đồ Nhật về những cái dòng đồng hồ cho tường thì không còn xa lạ gì với em đồng hồ kiểu như này nữa. Thì thực ra thì màu xanh sẽ về nhiều hơn là màu trắng. Thì hiện tại shop đang đủ màu phiên bản, đó là phiên bản xanh và phiên bản trắng. Trắng vàng mọi người nhá, viền vàng rất là đẹp nổi bật. Mỗi khi trần giờ thì đồng hồ sẽ mở mặt và một thế giới thu nhỏ phần bên trong sẽ mở ra, sẽ xoay vòng theo cái điệu nhạc rất là độc đáo. Thường em này có 6 bản nhạc nhưng mà ấn thì chỉ có một thôi, còn cứ bình thường mà nó tự động chạy thì nó sẽ liên tục thay đổi bản nhạc. Đây là thế giới nhỏ bên trong mọi người nhé, cái màu xanh nổi bật, xanh này là xanh lá cây à. Đấy, kiểu xanh đậm đậm như vậy. Đấy, thế nên là nó cũng kết hợp với cái màu trắng, thế nên là nhìn nó rất là sáng. 6 bản nhạc tự động thay đổi luân phiên nhau, đến hết 6 bản thì sẽ quay bản quay ngược lại bản đầu tiên. Bởi vì là em ấn, thế nên nó chỉ có một bản thôi. Mắt cảm biến ánh sáng tự động ngắt chuông đêm, không làm phiền giấc ngủ của mọi người. Cái số của họ làm cũng rất là đẹp, điệu đà, màu sắc khác nhau. Tím và màu hồng. Nói chung là em thấy màu trắng thì sẽ phù hợp với cái không gian hiện đại, hay là nhà bác nào mà kiểu thích màu trắng thì chương năm này cũng rất đẹp, trắng vàng. Kích thước của chiếc đồng hồ là 38x38, mã là 905. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan Hàng Nhật hoặc là truy cập web hangjapan.vn, web đồng hồ xưa.vn với mã là 905. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.